Nhà tôi á, báo cáo bà là tôi ba đứa con, bốn đứa con bác sĩ nó làm giỏi hơn mình nhiều. Nó không làm nữa. Nó có giỏi hơn mình nhiều. Cháu ngoại. Đây là cháu ngoại. Cháu ngoại. Truyền đời, truyền đạt trong đời thứ tư rồi. Đây này chỉ mấy năm nữa đây này. Giỏi đấy. Trường nào cũng không bằng cái trường này. Trường nào cũng không bằng trường này thật, anh Toàn nói đúng đấy. Trường nào cũng bằng. Cầm tay chỉ việc này là nhất. Không cái gì bằng. Anh này đỡ rồi, đi xe máy được là mừng rồi. Không, đi về nhà đi mừng rồi. Đi ra ngoài học thì được bung bê này, chứ làm gì được. Đi ra ngoài bệnh viện chỉ bung bê chứ làm gì. Ra đâu người ta dạy đến mừng. Con tháo cái mẹ xong rồi đấy. Nó thì học trên lý thuyết đi, nhưng làm sao nó chỉ đến rồi. Đây chị, giơ tay nó cho xem. Đây, về con gái ơi, về nhà nhấc tay bà cho này lên đây. Đáng nghe ta phải tiêm khớp này nữa này. Đấy, không tiêm đi. Viêm khớp. Hôm nay không làm được, phải làm rồi, không làm được. Tiêm đây mới khỏi, đây viêm khớp. Đấy, đấy. Đấy, cái khớp ấy, thì đấy. Cháu là nó cứ bị... Nó cứ bế tay xuống đây. Rồi, cái này chữa được khỏi ngay, mai ngày kia đến đây, hoặc ngày kia đến đây tôi chữa cho 3 lần khỏi ngay khớp này. Đây nó bệnh khác. Bệnh đau vai đúng không? Vâng, chứ không phải là bệnh não cái này. Cho nên mình phải nói rõ như thế mới được. Nhưng mà nó có đau đâu? Nó không đau, nó khó nhất đây thì. Nó không đau là bệnh. Tất cả khoảng này nó bẹt. Nó không đau là vì là chỉ bị cái bại não này không mất mất cảm giác. Chứ chính là khó là ở chỗ này. Vâng, chữa khỏi luôn. Thế giờ chữa luôn điều gì nữa? Vừa tiêm rồi, vừa cái chỉ rồi, nó không làm được nhiều. Cứ gì đòi ăn ngay. Tiền đi nữa. Thế này tôi chữa lưng xong rồi lại chữa.